Chào các em. Trong chuyên đề ôn tập về hiểu cơ của kỳ thi Trung học Quốc gia về môn hóa học, thầy cùng toliha.vn đã trình bày và cung cấp cho các em khá nhiều chuyên đề quan trọng như xác định công thức phân tử của chất hữu cơ thông qua toán đốt, định lượng các nguyên tố carbon, hydro, oxy thông qua sản phẩm CO2 nước, và một series các bài giảng về đốt các hợp chất hữu cơ như ancan, anken, ankin, rượu, aldehyde, acid, ester, amin, acid amin. Ngoài ra, toliha.vn cũng đã cung cấp cho các em một lượng kiến thức cần thiết để các em có thể thi tốt và làm bài tốt trong các kỳ thi, ngay cả thi học kỳ. Đó là phần rượu mất nước tạo anken, rượu mất nước tạo ete và anken cộng hydro, ankin cộng hydro, và bài tổng hợp toán cộng hydro cùng với bài tổng hợp toán đốt hydrocarbon thầy và Toliha đã cung cấp. Trong video clip này, thầy tiếp tục gửi đến các em một lượng kiến thức nhất định về phần rượu oxy hóa không hoàn toàn tạo aldehyde. Ngoài về kiến thức lý thuyết, còn có phương pháp để giải toán dạng này. Thầy đề nghị các em vừa theo dõi trên màn hình, vừa lấy bút ra ghi chép lại một cách cẩn thận nhất, để từ đó có một hệ thống kiến thức ổn định và tự làm bài tập, tự giải quyết các vấn đề trong hệ thống bài tập và có thể tự làm tốt các bài thi thử của toliha.vn ở giai đoạn tiếp theo. Mời các em tập trung lên trên này. Đối với rượu bậc 1 và rượu bậc 2 thì sẽ bị oxy hóa bởi đồng oxit. Nhưng với rượu bậc 3 thì rất khó bị oxy hóa bởi đồng oxit, xem như không bị oxy hóa. Các em lưu ý, xem như không bị oxy hóa. Do đó, trong kiến thức phần này, chúng ta chỉ nghiên cứu sâu vào rượu bậc 1 và rượu bậc 2. Tuyệt đối không nghĩ đến rượu bậc 3, vì ta đã coi rượu bậc 3 không bị oxy hóa bởi đồng oxit. Nhớ là không bị oxy hóa bởi đồng oxit, còn vẫn có thể bị oxy hóa bởi oxy để tạo CO2 và nước, đó là phản ứng oxy hóa hoàn toàn. Còn ở đây chúng ta đang nghiên cứu đó là rượu oxy hóa không hoàn toàn, thì chỉ có rượu bậc 1 và rượu bậc 2 mới có thể bị oxy hóa không hoàn toàn bởi đồng oxit. Đối với rượu bậc 1 thì khi rượu bậc 1 đem oxy hóa bởi đồng oxit sẽ tạo ra aldehyde cộng đồng cộng nước. Ta nên lưu ý đồng oxit là có màu đen, còn đồng kim loại mới sinh ra sẽ có màu gì các bạn biết không? Đó chính là màu đỏ ánh kim. Đây là một dấu hiệu rất là quan trọng, quan trọng để nhận biết ra các hợp chất hữu cơ có chứa chất rượu bậc 1 hoặc chứa chất rượu bậc 2. Vì khi cho hơi của rượu bậc 1 vào ống sứ chứa đồng oxit màu đen nung nóng, thì sản phẩm thu được sau phản ứng chất rắn sẽ có màu đỏ ánh kim, chứng tỏ có chứa chất rượu bậc 1 hoặc chứa chất rượu bậc 2. Đây là phương trình tổng quát của rượu đơn chức bậc 1. Còn đối với rượu đa chức bậc 1 thì sao? Ta để ý, một chức rượu bậc 1 cần một phân tử đồng oxit. Vậy, nếu như chúng ta có xì chức rượu bậc 1, chúng ta cần xì phân tử đồng oxit và sẽ tạo ra được xì nguyên tử đồng. Đây, và cũng sẽ tạo ra được xì chức aldehyde. Tương tự như phương trình trên thì đồng oxit cũng sẽ có màu đen.
và sinh ra đồng kim loại sẽ có màu đỏ ánh kim. Điểm này là điểm mấu chốt và điểm quan trọng nhất quyết định đến chúng ta có thể nhận biết được các hợp chất hữu cơ có chứa chất rượu bậc 1 hoặc chứa chất rượu bậc 2. Thầy lấy ví dụ đối với rượu bậc 1 đem oxy hóa như sau. Ví dụ như đó là rượu metilic khi bị oxy hóa bởi đồng oxit ta sẽ thu được aldehyde formic cộng đồng cộng nước. Hoặc ví dụ như rượu etylic cộng đồng oxit đem oxy hóa ra được aldehyde acetic cộng đồng cộng nước. Và đối với rượu ethylene glycol có hai chức rượu bậc 1, đương nhiên phải cần hai phân tử đồng oxit để tạo ra được aldehyde oxalic cộng đồng cộng nước. Nên lưu ý một chức rượu bậc 1 sẽ tạo ra được một chức aldehyde tương ứng và cần một phân tử đồng oxit. Có xì chức rượu bậc 1 thì sẽ cần xì phân tử đồng oxit và sẽ tạo ra xì chức aldehyde. Hãy lưu ý cho thầy điểm này. Bây giờ chúng ta tiếp tục sang rượu bậc 2 như sau. Rượu bậc 2 nghĩa là có nhóm OH gắn vào nguyên tử carbon bậc 2. Khi bị oxy hóa bởi đồng oxit sẽ tạo ra ceton. Đây, đây cũng là điểm khác biệt giữa rượu bậc 1 và rượu bậc 2. Để sau này chúng ta có thể tổng kết lại để phân biệt rượu bậc 1 và rượu bậc 2 sẽ như thế nào. Chính là ở điểm này. Cộng đồng, cộng nước. Một chức rượu bậc 2 cần một phân tử đồng oxit. Vậy, xì chức rượu bậc 2 đương nhiên sẽ cần xì phân tử đồng oxit như sau. Đó là RCHOHX lần R phải thì sẽ cần xì phân tử đồng oxit và cũng sẽ tạo ra xì chức ceton và tạo ra xì nguyên tử đồng. Cũng như phần rượu bậc 1 bị oxy hóa bởi đồng oxit thầy vừa trình bày. Đương nhiên đồng oxit có màu đen và đồng sinh ra sẽ có màu đỏ ánh kim. Do đó khi chúng ta thổi hơi rượu bậc 1 hoặc rượu bậc 2 hoặc các hợp chất hữu cơ có chứa chất rượu bậc 1 hoặc chứa chất rượu bậc 2 vào ống sứ chứa đồng oxit nung nóng màu đen, ta sẽ thu được sản phẩm là đồng kim loại có màu đỏ ánh kim. Đó là dấu hiệu để phân biệt được rượu bậc 1, rượu bậc 2 cũng như phân biệt được các hợp chất hữu cơ có chứa chất rượu bậc 1 và chứa chất rượu bậc 2 khi cho chúng đi qua ống sứ màu đen. Ống sứ chứa đồng oxit màu đen nung nóng sẽ thu được đồng kim loại màu đỏ ánh kim. Các em nên lưu ý cho thầy điểm đó. Thầy lấy ví dụ như sau. Đó là propan hion rượu bậc 2 khi bị oxy hóa bởi đồng oxit sẽ thu được dimethyl ceton hay còn gọi là acetone. Hoặc bút 2,3 dion, hai chất rượu bậc 2 cần hai phân tử đồng oxit để thu được hai chất ceton và đồng kim loại. Cũng cần lưu ý cho thầy, nếu trong cùng một phân tử rượu mà có cả chất rượu bậc 1 và chứa cả chất rượu bậc 2, khi bị oxy hóa bởi đồng oxit thì chất bậc 1 sẽ tạo aldehyde. Ví dụ như glycerol thì hai chất rượu bậc 1 sẽ tạo hai chất aldehyde và một chất rượu bậc 2 sẽ tạo ceton. Rất rất lưu ý cho thầy. Chốt lại, trong một phân tử rượu nếu chất rượu bậc 1 sẽ tạo aldehyde, nếu có chất rượu bậc 2 sẽ tạo ceton. Nếu có đồng thời cả bậc 1 và bậc 2 thì bậc 1 sẽ tạo aldehyde, bậc 2 sẽ tạo ceton.
Đó là về mặt lý thuyết, các em cần nắm vững điều này cho thầy và nắm vững các phương trình tổng quát để có thể làm bài một cách tốt nhất, viết một cách chính xác và đặt công thức phân tử một cách hiệu quả nhất, chính là phương trình tổng quát. Bây giờ chúng ta sang những điều chú ý và những điều mà thầy cần gửi gắm đến các em về những nhận xét trong làm bài tập như sau. Đó là người ta thường sử dụng phản ứng này để điều chế aldehyde và acetone từ rượu tương ứng bằng một phản ứng trực tiếp. Điều này là hiển nhiên. Vì chúng ta chỉ cần lấy một rượu và chúng ta đem oxy hóa nó lên thì ta sẽ thu được aldehyde hoặc acetone tương ứng chỉ bằng một phản ứng duy nhất gọi là trực tiếp. Nên lưu ý cho thầy. Ngoài ra, người ta còn có thể dùng để phân biệt rượu bậc 1 và rượu bậc 2 với nhau. Vì tại sao như vậy? Vì đương nhiên đó là rượu bậc 1 thì tạo aldehyde, còn rượu bậc 2 thì sẽ tạo acetone. Đương nhiên người ta còn có thể phân biệt các hợp chất hữu cơ chứa chức rượu bậc 1 và chứa chức rượu bậc 2. Nếu trong một hợp chất hữu cơ đa chức, ngoài chứa các chức khác còn có thể chứa chức rượu, nếu chức rượu đó gắn vào carbon bậc 1, được gọi là chứa chức rượu bậc 1, thì nó sẽ tạo aldehyde. Nếu gắn vào carbon bậc 2, thì sẽ gọi là chức rượu bậc 2, sẽ tạo acetone. Ta lưu ý cho thầy, đây là lĩnh vực lý thuyết ta cần nắm bắt. Và cái đồng oxit cũng là một trong những thuốc thử để có thể phân biệt rượu và nhận biết ra rượu. Lý thú chính là ở điểm này, về mặt lý thuyết. Rất rất lưu ý cho thầy. Còn chúng ta lưu ý, ta nhìn vào cái phương trình oxy hóa của rượu bởi đồng oxit, thầy có thể lấy là rượu bậc 1 và cũng có thể là rượu bậc 2. Thì chúng ta thấy rất rõ ràng này, toàn bộ cái lượng oxy trong đồng oxit nó đã đi hết vào sản phẩm sinh ra. Đây, nó đã tách khỏi đồng oxit. Do đó ta có nhận xét sau đây: khối lượng của hỗn hợp sau phản ứng tăng lên. Đây là khối lượng của hỗn hợp hơi và lỏng tăng lên sẽ bằng khối lượng của oxy nguyên tử trong đồng oxit đã phản ứng. Đó là điều hiển nhiên, ta nhìn thấy ngay. Và đương nhiên khối lượng của chất rắn sau phản ứng giảm đi. Khối lượng của chất rắn đó chính là lượng đồng oxit còn dư và lượng đồng sinh ra. Nó giảm đi bằng lượng nào? Đó chính là bằng lượng oxy nguyên tử trong đồng oxit đã bị tách ra, đi vào hỗn hợp hơi và chất lỏng. Các em rất hiểu cho thầy điều này và rất chú ý cho thầy điểm này để làm bài tập một cách tốt nhất. Thầy có thể minh họa bằng một sơ đồ đơn giản để các em nhìn thấy. Toàn bộ lượng oxy nguyên tử trong đồng oxit đã đi hết vào sản phẩm. Rất lưu ý cho thầy, đây là bí quyết về bảo toàn mol nguyên tử và bảo toàn khối lượng. Trong bài toán, rượu bị oxy hóa không hoàn toàn bởi đồng oxit tạo aldehyde hoặc acetone tương ứng. Và một điểm chú ý, trong những bài toán phức tạp có thể xảy ra, thầy không thể không nói đến với các em. Và rơi vào dạng toán này, các em phải rất bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Mời các em tập trung lên, theo dõi một cách chi tiết và ghi lại một cách thật chi tiết cho thầy. Đó là, nếu bây giờ chúng ta đem oxy hóa một rượu bậc 1, nhớ này, đem oxy hóa rượu bậc 1 bằng chất xúc tác, đầu bài có thể cho chúng ta như vậy, chứ không dùng đến từ là oxy hóa bởi đồng oxit. Lưu ý là không nói đến oxy hóa bởi đồng oxit mà nói đến từ oxy hóa có chất xúc tác. Thì một phần rượu bậc 1 có thể tạo aldehyde và hơi nước. Ngoài ra, một phần rượu
bị oxy hóa bởi oxy để tạo axit tương ứng và nước. Đây là một trong những hiện tượng hay xảy ra trong dân gian mà người ta dùng để nấu rượu thủ công. Khi người ta ủ rượu lên, nếu để trong một thời gian nhất định, toàn bộ tinh bột sẽ chuyển thành C2H5OH. Nhưng nếu để lâu hơn một chút, thời gian để dài hơn, một phần rượu đã chuyển thành aldehyde và cũng có thể một phần rượu đã chuyển thành axit, cho nên rượu mới chua. Do đó, rượu trong dân gian nấu và sản xuất theo thầy chưa đạt tiêu chuẩn để có thể uống tốt. Có thể nói như thế này, thầy sẽ bị ném đá đấy. Nhưng chắc chắn 100% rượu trong dân gian nấu sẽ chưa đạt tiêu chuẩn, đạt an toàn về vệ sinh thực phẩm. Vì chắc chắn sẽ có một phần aldehyde. Đây là cái điều vô cùng quan trọng ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta cần biết điều này. Thầy có thể lấy minh họa như sau để các em có thể thấy được quá trình ủ rượu, lên men rượu và nấu rượu thủ công. Nhất là ở nông thôn Việt Nam chúng ta vẫn thường dùng như sau. Đây là tinh bột C6H10O5, tất cả N lần. Khi lên men sẽ tạo cái gì? Đầu tiên là nó sẽ tạo ra glucose C6H12O6, và cái glucose này tiếp tục được lên men sẽ tạo C2H5OH. Đấy, đây chính là rượu của chúng ta. Nếu đúng giai đoạn tạo ra C2H5OH đạt mắc nhất, chúng ta đem chưng cất sẽ thu được rượu nguyên chất. Đó là giai đoạn tốt nhất. Nhưng vì chúng ta có thể để quá thời gian, do đó cái rượu này nó có thể một phần phân tích thành CH3CHO, một phần có thể thành CH3COOH. Vậy là trong cái nồi mà đem đi nấu, để chưng cất, ngoài C2H5OH còn có aldehyde và đương nhiên sẽ còn một phần axit. Chưng cất đi qua cái bình lạnh thì toàn bộ ở đây là thể hơi. Nếu ta đi qua bình lạnh, bình nước lạnh, đây là bình nước lạnh, để chuyển toàn bộ thể hơi thành thể lỏng, và dưới này các bạn biết là cái gì không? Đó chính là chai 65ml, 650ml, thì chính là chai rượu. Trong này sẽ có C2H5OH, có CH3OH và có CH3COOH. Đây chính là toàn bộ quy trình ủ rượu và nấu rượu thủ công.
sẽ có một phần aldehyde. Rất độc. Phải khử lượng aldehyde này đi thì rượu mới đạt tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng. Nên nhớ cho thầy điểm này. Còn vào bài học hôm nay của chúng ta liên quan đến phần bài tập thì chúng ta biết là sau khi rượu bậc 1 đem oxy hóa bởi đồng, bởi chất xúc tác thì sản phẩm thu được của chúng ta gồm những cái gì? Đó là thứ nhất có aldehyde tương ứng, có axit sinh ra tương ứng. Đương nhiên không thể thiếu được đó là rượu còn dư. Ta lại liên tưởng đến cái chai này. Các em lưu ý cho thầy. Và đương nhiên không thể thiếu được đó là nước. Trong hai sản phẩm 1 và 2 mới sinh ra. Vấn đề đặt ra ở đây. Cái hỗn hợp này nó cũng giống như cái chai rượu này. Khi làm thí nghiệm, đương nhiên không phải là uống, nó sẽ xảy ra như thế nào? Trường hợp 1, nếu cho tác dụng với muối carbonat, có thể là Na2CO3, nhưng có thể là NaHCO3, có thể là canxi carbonat và cũng có thể là canxi HCO3 tất cả hai lần. Trong bài giảng này, thầy lấy ví dụ là NaHCO3. Thì axit sẽ thể hiện được tính axit. Đương nhiên, axit sẽ tham gia phản ứng. Đó là RCHO cộng NaHCO3 để ra được RCONa cộng nước cộng CO2. Có khí CO2 bay lên. Thông qua lượng khí CO2 bay lên, chúng ta sẽ định lượng ra được lượng axit sinh ra. Thông qua lượng axit sinh ra, chúng ta sẽ định lượng được lượng rượu đã tham gia phản ứng tạo axit. Và từ đó chúng ta sẽ biết được lượng nước sinh ra trong phản ứng số 2. Các em cần lưu ý cho thầy điểm này. Và một thí nghiệm tiếp theo, đó là người ta cho tác dụng với kim loại kiềm. Đây là trường hợp chúng ta hay vướng bẫy. Chúng ta cứ nghĩ là tác dụng với kiềm thì đương nhiên sẽ tác dụng với axit và sẽ tác dụng với rượu. Cái đó ai cũng có thể biết. Nhưng cái quan trọng nhất đó chính là lượng nước ở 1 và 2. Chúng ta thường quên điểm này. Vậy, thông qua bài học này, thầy gửi đến các em một điều quan trọng. Đó là khi cho hỗn hợp thu được sau phản ứng, hay cho cái chai rượu này đây, tác dụng với kim loại kiềm, đầu tiên chúng ta phải viết với nước trước. Đó là phương trình. Nước của phản ứng 1 và 2 sẽ tác dụng với natri ra NaOH cộng hydro. Nên nhớ cho thầy điểm này. Sau đó mới đến axit tác dụng với natri ra RCONa cộng 1/2 hydro. Và cuối cùng đó là phần rượu dư tác dụng với natri ra RONa cộng hydro. Hãy lưu ý một điểm. Có thể đầu bài sẽ cho đó là Cô cạn rắn thu được sau phản ứng. Thì rắn ở đây gồm những cái gì? Rắn ở đây gồm NaOH. Gồm gì nữa nào? Muối của axit hữu cơ. Và đương nhiên không thể thiếu được đó là ancolat natri. Rất lưu ý cho thầy, sẽ có NaOH đấy. Đừng nghĩ ngay đến muối của axit và muối của rượu. Rất lưu ý cho thầy. Đây là điểm đầu bài lừa chúng ta nhiều nhất, thầy vẫn nói. Vậy thông qua cái lượng hydro của cái thí nghiệm 2 này, chúng ta đã biết ra được lượng hydro của thí nghiệm 1 thông qua axit tác dụng với muối
carbonat. Ta sẽ tìm ra được số mol rượu oxy hóa ra aldehyde và tìm ra được số mol nước sinh ra trong phản ứng số 1. Điều lý thú cũng chính nằm ở điểm này. Và từ đó người ta sẽ khai thác chúng ta vào cái thí nghiệm thứ ba. Các em biết thí nghiệm thứ ba sẽ khai thác vào điểm nào? Vì có aldehyde cho nên người ta sẽ khai thác vào tính chất học đặc trưng của aldehyde, đó chính là tác dụng với bạc nitrat trong NH3. Vậy khi tác dụng với bạc nitrat trong NH3, chắc chắn chúng ta phải có một phản xạ khi cho một aldehyde đơn chức tác dụng với bạc nitrat trong NH3. Chúng ta phải có một phản xạ rất tốt, đó là phải xét ngay trường hợp là formic. Nếu là aldehyde formic, nghĩa là axit của nó sẽ là axit formic. Vậy thì cả aldehyde formic và cả axit formic đều có khả năng tác dụng được với bạc nitrat trong NH3. Đương nhiên, cái aldehyde formic này nó sẽ cho 4 bạc và cái axit formic này sẽ cho 2 bạc. Ta phải xét trường hợp này. Nếu như trường hợp này đúng với các dự kiện của thí nghiệm 1 và thí nghiệm 2 thì chúng ta có thể khẳng định được một điều, đó là gì? Cái rượu ban đầu tương ứng này là rượu gì? Đó chính là rượu metilic CH3OH. Còn nếu trường hợp này không chính xác thì ta phải xét sang trường hợp thứ hai, đó là nó không phải là aldehyde formic thì nó chỉ có một chức aldehyde thôi thì nó sẽ tạo ra 2 bạc. Vì nó không phải là aldehyde formic thì axit không phải là axit formic. Vì axit không phải là axit formic cho nên nó không có khả năng tham gia phản ứng với bạc nitrat. Và từ đó ta suy ra được rượu ban đầu không phải là rượu metilic. Các em đã hiểu ra chưa nào? Đây là toàn bộ các cạn bẩy trong bài rượu đem oxy hóa bởi đồng oxit hoặc chất xúc tác để tạo sản phẩm và lấy sản phẩm làm các thí nghiệm cài bẩy vào trong các bài toán thầy đã trình bày xong. Ngay cả về ứng dụng trong thực tế, các em cần nhớ để biết bảo vệ mình. Các em cần nhớ để có thể làm bài một cách tốt nhất. Về vấn đề luyện tập phần aldehyde tác dụng với bạc nitrat trong NH3, thầy cùng toliha.vn và đội ngũ cộng sự sẽ quay lại với các em trong một video clip ngay sau video clip này. Chúc các em sức khỏe, thành công và tự tin ôn tập để có thể thi tốt nhất. Chào các em.